Mang mến chào cả nhà nha. Thì bữa nay mình đi gặp chiếc xe này cả nhà, quay chia sẻ cho cả nhà nha. Thì chiếc này chiếc dân dùng nha. Đó, chiếc này thì in tẹp. Để mình coi coi, 574, gác máy phải 65 nha cả nhà, 185 nha. Em này là 4 máy. Mình nói lại nha, cái chiếc này là chiếc dân dùng cả nhà. Chiếc của em đang đang chạy mà cái khu đất này đã bị vướng quy hoạch rồi, không có cho chạy nữa. Thành ra bây giờ nó nằm nay cũng là hơn cái năm rồi. Em này thì lấy hàng bãi vậy ha. Để gác máy lên. Chạy thì xe này kéo là ngon lành, ok hết cả nhà. Cái vỏ sau thì để ngoài nắng thì nó hơi răng răng nhiều nha. Vỏ sau để hơi răng răng nhiều. 16.9/14-30 nó hơi răng nhiều nha. Mâm đó thì nó của zin hàng bãi hết luôn á. Lý do là để ngoài ngoài nắng á cả nhà. Cái vỏ trước thì nó là 6.50/16. Máy móc thì chạy độ ok hết à. Cái này là hàng bãi mà, hàng bãi gắt máy về chạy cũng không được bao nhiêu á. Do lý do ở cái khu này nó bị vướng cái quy hoạch á. Bây giờ để lại thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ nha. Giá cả thì chút xíu nữa mình sẽ nói sao cả nha. Đó, máy móc thì về này kia là chiếc này về thì chỉ kéo thôi. Yên nó này zin nè. Em nó là còn đẹp lắm nha. Lên cho cả nhà xem cái nội thất của nó, em nó nè, bên này thì kỹ lắm nè, em nó kỹ lắm. Mua về sao là để yên nguyên vậy đó. Cái dàn khung xương em nó thì không có cái gì gọi là một xét hết nha. Yên thì nó có một chút xíu chỗ này, yên thì không có đến nỗi gì nữa nha. Máy móc có cái mui, để mình soi cái máy lại cho cả nhà xem nha. Máy này là chạy khỏi chê rồi, chủ yếu là bây giờ mình về dính có cái vỏ sao đó, răng cái vỏ sao thôi. Máy móc thì từ hồi mua giờ tới về thì cũng không có làm gì, để chạy cũng ít lắm cả nhà. Cái này là bên em nó chạy thôi chứ nó không có kiểu dạng như là chuyên về máy cày nha, kiểu kéo trên rảnh về. Tới mùa chạy được 1 tháng 2 tháng rồi xong cái treo để nằm đây nè. Đó. Em nó chi nhớt nhau gì nó chi hên tùm lum nó để nó treo đây thôi. Khung xương nó sạch sẽ luôn cả nhà, kỹ ha. Chiếc này là kỹ lắm, xài kỹ lắm. Không có cái dính cái gì mà mục xác nha. Về có cái niềng sao nó zin hết luôn nè. Nó mang theo luôn đi luôn là cái mọt này luôn nha, cái mọt sau này luôn nè, sau bánh đôi. Đây cái thùng mày kéo dùm cái thùng này, thầy kéo thùng kích thước này, kéo kích thước chiều dài bao nhiêu, chiều ngang bao nhiêu. Coi cái chiều dài của thùng là
3m02 ấy nha. 3m02. Rồi. Chiều cao thùng là 54. luôn cả nhà, 2m1 luôn. Mình kéo từ cái bánh bên đây nè, cái bánh nó chạy dài từ cái bánh bên đây nè qua bên đó là bao nhiêu, lú lú cái bánh vô rồi. Cho 2m3 đi cả nhà, cho 2m3 đi. Cùng đầm nó nè, nó chỉ râm râm nổ nổ thôi cả nhà. Cái này là còn đẹp lắm nha. Cái này là đang sử dụng bình thường thôi, tại vì cái thằng em nó chạy thì nó mua gì nó chạy theo mùa á. Nó không có chuyên gì bên máy cài nhưng mà chạy theo mùa. Nhưng mà khi mua về chạy được có một mùa cái vướng cái khu đất bị dính quy hoạch, thành ra không có chạy được nữa. Thành ra giờ muốn nhường lại anh em nha. Anh em nào thích thì chiếc này thì cứ alo nha cả nhà. Rồi mình cũng tránh phiền phức thì cũng gần kế bên nhà thôi, mình để cái số điện thoại liên lạc với mình nha. Nhà hướng dẫn thì bạn nào có mua nhu cầu mua thì còn cái ship thì phải liên hệ lại cái ship như thế nào nữa. Có ben là hết nha, ben đồ đầy đủ hết luôn. Để mình lên thùng. Thùng ở trên này chở ra. Lâu lâu rồi sọt rồi chạy thì chở cát chở đá thôi. Đó, thùng nó chở cát chở đá rồi năm vậy thôi. Còn sử dụng là còn ngon lành luôn nha. Ở trên nè. Kỹ mua nó mua miếng xốp nó để lên vậy nè treo đó. Rồi mình nói lại cái chiếc này là chiếc 574 nha. Gác vẹt 185 nha. À, chiếc xe dân dùng. À, lơ luôn cái đầu và mọt luôn. Cho em nó đi nguyên cùm lê nha. Xe này ở gần cái bãi máy cài của Bến Lức Long An nha cả nhà. Coi như là của anh em mình. Rồi, cảm ơn cả nhà, giá cả cả nhà cứ gọi mình nha.